Mới đây trên nhiều trang fanpage, hội nhóm đã cho đăng tải thông tin biểu tượng cảm xúc thương thương bị gỡ bỏ, khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Bởi lẽ trong suốt nhiều tháng vừa qua, nhiều người dùng đã quá quen thuộc với biểu tượng đáng yêu này, đặc biệt là khoảng thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bài đăng còn đính kèm dòng trạng thái "Tạm biệt nhé thương thương", khiến ai đọc vào cũng cảm thấy nuối tiếc như mất đi một người bạn của mình vậy. Những bài đăng tải thông tin này cũng nhận được số đông lượt tương tác từ phía người dùng. Một số bài viết thậm chí còn chia sẻ thêm, sau khi được gỡ bỏ, các bài đăng được thả thương thương vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng biểu tượng này cho các bài đăng mới. Thế nhưng sau đó, cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên khi nhiều bài đăng, bài chia sẻ vẫn có thể được thả icon thương thương một cách bình thường. Rất có thể việc đăng tải những bài viết có nội dung như trên nhắm vào mục đích câu like, tăng lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào cho biết thời điểm chính xác biểu tượng này sẽ bị gỡ bỏ trên Facebook. Tuy nhiên, loạt những thông tin về biểu tượng cảm xúc thứ bảy trong bộ icon tương tác của Facebook bị gỡ bỏ vẫn đang được lan truyền mạnh mẽ trên nhiều diễn đàn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước đó, vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, Facebook đã chính thức phát hành icon Care thương thương. Được biết, mục đích của biểu tượng này đó chính là nhằm chia sẻ cảm xúc, sự yêu thương, quan tâm lẫn nhau khi dịch Covid-19 đã và đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới.